Tin chúng tôi mới thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kiện toàn bộ máy của Quốc hội khóa 15, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí, cùng dự còn có các Phó Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng đến các cơ quan thông tấn báo chí cả nước đã luôn đồng hành với các tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Nhờ các cơ quan báo chí, 75 năm qua, đặc biệt trong các nhiệm kỳ gần đây, các thông tin của Quốc hội đã được truyền tải một cách nhanh nhất, đầy đủ và trung thực đến với đồng bào và cử tri cả nước. Đó là yếu tố quan trọng mang lại thành công cho các kỳ họp Quốc hội. Trả lời câu hỏi của báo chí về thông điệp cũng như là định hướng trọng tâm của Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, thay mặt 499 đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã gửi gắm quyết tâm, trách nhiệm của mình trước nhân dân, đó là luôn tu dưỡng phẩm hạnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hết sức cầu thị, gần dân, trọng dân để lắng nghe ý kiến của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Quốc hội sẽ luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là trong công tác lập pháp, với giải pháp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Quốc hội sẽ không ngừng hoàn thiện theo đúng định hướng mà Đại hội Đảng 13 đã đề ra.